liên tục chương trình, xin phép được trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo, các anh chị sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, ca khúc Khúc ca người giáo viên. Và với ca khúc này, chúng ta cùng chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Thùy Dung. Xanh ước mơ.